Chiều nay, Công an thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Thời gian qua, Công an thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện tốt công tác tham mưu Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ năm 2018 đến nay, Công an các đơn vị địa phương triển khai làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư, doanh nghiệp, trường học, với hơn 20.348 lượt buổi tuyên truyền, có hơn 1,98 triệu lượt người tham dự. Công đoàn các cấp tổ chức 320 lớp tuyên truyền tư vấn, đối thoại pháp luật với hơn 18.680 lượt công nhân, viên chức, lao động. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà công nhân viên chức lao động đạt được trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân viên chức lao động thời gian qua vẫn còn những hạn chế. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, ban ngành đoàn thể, chính quyền các cấp, nhất là Liên đoàn Lao động thành phố, Công an thành phố có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng phong trào thời gian đến. Trong đó, cần có sự phối hợp hết sức chặt chẽ giữa lực lượng công an với Liên đoàn Lao động các cấp. Lực lượng công an phải chủ động trong vai trò tham mưu đề xuất, Liên đoàn Lao động phát huy vai trò chỉ đạo tổ chức thực hiện. Dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố tặng bằng khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân, Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen cho 11 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.